Cần liêu sư tới đây, kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành thuận lợi. Tốt, tốt lắm. Đa tạ thái sư. Thái sư à, đây là minh thư lấy được từ tay Bao Chẩn. Trong này có viết rõ danh sách những người đồng ý liên minh với thái sư rồi. Cả cái này cũng đã nằm trong tay ta rồi. Trong tay Bao Chẩn chắc chắn không có điểm yếu của ta. Phải. Đi, mau chóng tìm cho ra những người này, tiêu diệt tất cả. Dạ, chắc chắn thuộc hạ không làm thái sư thất vọng. Thái sư, thuộc hạ không thể nào ngờ thái sư đã giao lại quyền lực trong tay, lui về phía sau chỉ huy mọi việc. Chiêu này đúng là tuyệt diệu. Cao minh. Thái sư thật là cao minh ạ. Lão phù đã biết trước hoàng đế muốn đối đầu với lão phù. Nếu lão phù còn nắm trong tay quyền lực lớn như vậy, lúc hành sự chắc chắn rất khó khăn. Bây giờ đem quyền lực trong tay lão phù chia đều cho các người, đó không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Hả? Phải, thái sư nói chí phải. Thái sư nói rất phải. Cậu hoàng đế đó chắc chắn không ngờ những người hắn tín nhiệm cuối cùng cũng là người của thái sư ngài. Đúng vậy. Lần này lão phù muốn Bao Chẩn trả lại tính mạng con trai ta, và sẽ dùng giang sơn đại tống bồi táng. Lần này liêu sứ tới đây là chuyện quan trọng, tất cả chúng ta phải hành sự cẩn thận mới được, không được xảy ra sai sót. Nhưng bây giờ không có Triển Hồn vậy, vậy chúng ta sẽ... Ê, Triển đại ca gì rồi? Triển đại ca, Triển Hồn vệ, hai người các người. Bao đại nhân, tuy chứ còn chuyện riêng chưa thể tới phong câu, xin bao đại nhân hãy phái người khác đi tới đó. Thắng Nam, sao cô lại về cùng Triển đại ca vậy? Đúng đó. Là còn trang điểm nữa chứ. Ê, phải rồi, Triển đại ca, sao tự nhiên cô lại quyết định không đi vậy? Tôi hiểu rồi. Thắng Nam, cuối cùng cô đã chấp nhận Triển Hồn vệ rồi hả? Cái gì? Hả? Thắng Nam và Triển đại ca? Hả? Ôi trời, thì ra là vậy. Nếu như vậy rồi thì bản phủ cũng đành phải phái người khác tới phòng khâu thôi. Như vậy cũng tốt, để tránh sau này một nhiệm vụ mà hai người lại giành giật nhau làm. Đúng là thế sự khó lường trước, không ngờ được đường Nam Hiệp Triển Chiêu đây nằm gọn trong tay của một nữ bổ khoái chứ. Tôi nói như vậy. Tôi không nói nữa, không nói nữa. Bỏ đi. Tối hôm nay chúng ta nhất định sẽ uống một trận cho đã đời, để chúc mừng cho Thắng Nam và Triển đại ca. Chết sao? Nè, bỏ đi. Hai người đừng chọc ghẹo Thắng Nam nữa. Thắng Nam, sau này cô phải dịu dàng một chút đó. Phải, dịu dàng một chút. Nó không chừng Triển đại ca thích Thắng Nam vì tố chất nam tử hán của cổ sao, đúng không? Phải đó. Nó không chừng sau này những lúc rảnh rỗi còn phải tìm Thắng Nam học hỏi nữa đó. Khẩu hạ lưu tình đó. Thôi được rồi. Lần này Triển Hộ vệ, ngươi cứ yên tâm ở lại. Nhiệm vụ bảo vệ tiết sứ phải dựa vào ngươi đó. Tiên chức sẽ cố gắng hết sức mình, đại nhân cứ yên tâm. Tốt. Truyền tiết sứ Đại Liêu vào điện. Tiết sứ Đại Liêu, gia luật tra cơ, bái kiến hoàng đế Đại Tống. Tiết sứ miễn lễ. Liêu Tống sau khi kết thành huynh đệ tới nay luôn giữ được quan hệ hòa thuận. Bản sứ lần này phụng lệnh của hoàng đế Đại Liêu tới đây thương đàm chuyển giao thương hai bên. Hai bên Tống Liêu giao thương, mở rộng con đường buôn bán, có lợi cho đôi bên. Đại Tống trẫm sẽ cố gắng hết sức thúc đẩy chuyện này. Tạ hoàng thượng.
Cái này là chút tâm ý của dân chúng Đại Liêu dành cho hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy nhận cho. Ừ, được. Nếu lần này con đường buôn bán được khai thông, quan hệ hữu nghị hòa bình của hai bên Tống Liêu chắc chắn sẽ được củng cố. Được rồi, trẫm đã sai người chuẩn bị tiệc ở Ngự Hoa Viên và đã sắp xếp tiết sứ ở lại Tây Giao biệt uyển của trẫm. Tạ hoàng thượng. Ừ. Mời tiết sứ. Tạ hoàng thượng. Lần này tiết sứ từ xa tới đây nhất định phải tận hưởng một chút cảnh sắc của Bắc Kinh. Còn nữa, việc ăn ở đi lại, bảo vệ an toàn cho tiết sứ lần này, Bao Khanh Gia và Điền Khanh Gia sắp xếp xong hết rồi. Gia luật đại nhân, trong kinh thành của chúng tôi, Bổ Khoái Khai Phòng Phủ võ công cao cường, nổi tiếng khắp nơi. Lần này có Bao đại nhân dẫn thuộc hạ phủ khai phòng bảo vệ an toàn của gia luật đại nhân, đại nhân có thể yên tâm. Bổ Khoái, bản sứ nghe nói ở Đại Tống cả phụ nữ cũng có thể làm bổ khoái, chẳng lẽ Đại Tống không có đàn ông sao? Có điều tiết sứ đại nhân không biết, hai nữ bổ khoái phủ khai phong chúng tôi được hoàng thượng ngự tặng, lập được kỳ công, thật sự là nữ trung hào kiệt, không thể coi thường đâu. Thật sao? Theo tôi thấy, cô ta cầm đao cũng không cầm nổi.轻轻叹息人生悲苦，不知道前方是否有坦途，只想化作一朵落幕烟花，永世不变的祝福。轻轻飘，轻轻叹息人生悲苦。